Chào các bác nhé, em giao lưu các bác một cây thông hai lá này. Đây. Cây này hoành là 10 các bác nhé, cao từ mặt chậu này nên trên này là 80 cm này, còn từ tán ngang bên này nó rơi vào tầm hơn 90 cm các bác nhé. Đấy. Đấy, tay cầm zin hết rồi này, dày dăm nữa các bác nhé. Đấy, ngọn nó cũng mềm rồi này. Đấy.